skyscraper high, off Canada by. Chocolate bars and gummy bears, all colors alike. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gali TV. Nhưng dịp là ngày hôm nay là có một xíu công chuyện ở thành phố Heidelberg. Thì Gà nghe nói đây là một cái thành phố mà cổ đẹp nhất ở Đức luôn, nên là Gà sẽ dắt các bạn đi theo để xem thử là không biết là cảnh có thật sự đẹp hay không, rồi Heidelberg thì có gì. Nên nếu mà bạn nào có sang Đức du lịch đó, hoặc đang sống ở Đức và chưa tìm được một nơi nào đó để kiểu chill, đi du lịch, tham quan, chụp ảnh thì có thể tham khảo thành phố này nha. Các bạn thấy make up lúc hôm nay của Gà như thế nào? Hầu như là ngày nào cũng make up kiểu này mọi người, khá là nhanh và khá là tiện. Và từ chỗ Gà đến Heidelberg á, thì sẽ tốn tầm 1 tiếng đi tàu, thì hoàn toàn có thể đi các loại tàu chậm được á, nên là Gà cảm thấy rất là tiện luôn. Ok, và bây giờ thì Gà sẽ bắt đầu đi ra bến tàu luôn mọi người nha. Ngoài trời hôm nay á, các bạn nhìn thì biết là nó rất là nắng luôn á. Và lúc nãy Gà tra nhiệt độ ở Heidelberg thì tận 30 độ mọi người ạ. Quá khổ với mùa hè ở Đức luôn. Chấm nước mắt. Gà đen quá trời rồi nè mọi người. Khổ. Gà đã khoác thêm cái áo này nha mọi người. Ở ngoài Gà nghĩ nó sẽ nắng lắm mà Gà không muốn đen thêm nữa. Cái áo này khá là xinh, Gà mua trên AliExpress có 9 đồng mà ứng dụng được rất là nhiều trường hợp luôn á. Bình thường thì Gà hơi bận một xíu á, nên là cũng không có thời gian đi lanh quanh lắm. Thì trong hè này Gà đang rất là muốn là có thể để dành thật nhiều thời gian để thăm thật nhiều thành phố càng tốt. Đã được đi thuyền. Yes. And then I sink into his bed of lies. He says he wants me, but who knows? The taste of salt runs from my nose. Cả 3 chuyến này các bạn, cả 3 chuyến tàu đều bị hủy hết. Wow. Oh listen honey, if I told you about the way that I felt, I wouldn't waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the blue light, staying out till sunrise. Baby, you can let your walls come down. We'd be dancing in the corner, sleeping on my shoulder. You can come and have it all with me if you want it, baby. Tìm thấy rồi, quá là dễ luôn. Cái này đang được sale nè mọi người, một combo cleanser với lại là cái Your Skin Back Better, cái giống như là kem nền tinted moisturizer của It Cosmetics, đang được sale từ 30 mấy đồng ấy xuống còn 27 đồng thì chắc là sale 10. Chắc là cả sẽ mua cái này. Đây là cái quầy sale ấy, nhưng mà có vẻ là cả chỉ hứng thú với mỗi cái đấy thôi, nên chắc là lấy mỗi cái đấy. Yeah, không có tìm thấy Ray Beauty, không có tìm thấy kiểu cái contour stick nào ở trong hàng Bobby Brown á, nên chắc là sẽ mua thử cái hãng Isadora này, chắc đây là hãng Đức chưa nghe bao giờ và có lẽ là cả sẽ lấy một 34. Ok, vậy bây giờ cả sẽ đi tính tiền 3 món này nha, thế là ok rồi đó. Cố gắng để lục lọi nhưng mà có vẻ như là ở bên này để kiếm được mấy cái thời trang mà kiểu châu Á của mình thích ấy, nó rất là khó luôn. Hình như là ví dụ như là order ở trên Urban Outfitters thì nó cũng sẽ có như một cái quần cargo như vậy, họ bán phải cả $100 và Gà thì rất là không sẵn sàng để bỏ hơn 2 triệu để mua cái quần cargo, nên là chắc là kế hoạch là phải hoãn lại một chút. Có lẽ là Gà sẽ đặt cái quần ở trên AliExpress xong rồi chờ nó ship tới rồi tháng 9 rồi mà cũng ok. Ở phía đối diện đó là nhà hát thành phố đó mọi người. Có một lần thì cũng đã đến đây để xem kịch. Chung là cái tòa nhà này nhìn rất là xinh luôn á. Gà rất là thích kiểu đi dọc cái hướng này xong chụp hình. Nhưng mà Gà vẫn chưa có cái hình nào đẹp ở khu này hết. Không nào là sẽ đi chụp nhỉ. Các bạn, đến mức 32 thì Gà mới có thể về được nhà. Gà cần phải đợi cái tàu số 5 này. Lúc nãy thì có một chuyến số 5 nhưng mà nó lại vừa mới bị hủy tiếp. Hay da. Đây người ta gọi là dành cả mùa hè để chờ tàu và tan da. Thôi các bạn thấy da của Gà tan đi bao nhiêu. Mà Gà cảm thấy là Gà không có hợp cái da nâu lắm ấy, nên là chắc là lần sau mà đi ra ngoài đường Gà sẽ cố gắng che chắn nhiều hơn. Mà nó nóng đó mọi người, đúng không? Nên là Gà cũng không biết là mình sẽ ưu tiên mặt mát hơn hay là mình sẽ ưu tiên giữ da trắng hơn. Khó nghĩ quá. Hôm nay Gà sẽ được đi chơi. Chuyện là Gà vừa mới thi xong nên là hôm nay Gà sẽ đi một cái thành phố gần gần ấy để xem mà có gì hay ho không. Đó chính là South Park. Happens here, won't stay between us. Nay kiểu rất là nắng đẹp ấy, và cũng không nóng lắm. Bình thường là nắng như thế này phải 30 độ, nhưng hôm nay chỉ khoảng 22 độ thôi. Vậy. Happens here, won't stay between us. Stay between us. So it seems that I've been rather foolish for some time, trying to chase life, dreams you lay behind. Dạo này thì Gà đang rất là yêu thích cái em chống nắng của Vichy. Và đây là cái dòng Anti Brilliance Mattifying. Dòng Gà nghĩ là cho nhà giàu nha. Này, finish rất là đẹp. Never mind, let's try to time. Late in the love, my dad slipped through, trying to recall all of the memories I've shared with you. Still I'm struggling to see what it is that I could be, 'cause I just can't forget, oh I can't let it go. 'Cause now I remember everything and the way you looked at me, but I just can't forget, oh I can't let it go. Walk beside each other in our arms together and never stray too far.